Câu lạc bộ Công an Hà Nội sau một quãng thời gian khá chật vật đầu mùa giải thì giờ đây đang cho thấy sự phục hồi với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Có thể nói là đội bóng này đang thi đấu tốt hơn từng trận sau khi cựu trợ lý huấn luyện viên ông Flavio Cruz lên nắm quyền. Và ở vòng 9 này thì mặc dù đội bóng đối thủ là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã mang tới khá nhiều khó khăn, thế nhưng Công an Hà Nội vẫn có được niềm vui. Thưa quý vị, kể từ khi huấn luyện viên Flavio Cruz được bổ nhiệm làm tân huấn luyện viên trưởng, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Họ đã toàn thắng cả 2 trận, cùng với đó là 9 bàn thắng được ghi vào lưới của đối phương. Và tại vòng 9, họ có màn tiếp đón câu lạc bộ đang gặp nhiều sự bất ổn là Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Đây sẽ là cơ hội để câu lạc bộ Công an Hà Nội nối dài mạch thắng liên tiếp của mình lên thành con số 4. Mục tiêu hướng tới chiến thắng thứ 4 liên tiếp của câu lạc bộ Công an Hà Nội có dấu hiệu không suôn sẻ. Ngay đầu trận đấu, hậu vệ Đoàn Văn Hậu bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trên chấm phạt đền sau khi người đồng đội Gustavo bị kéo ngã trong vòng cấm. Không những vậy, chỉ ít phút sau, Sông Lam Nghệ An mới là đội mở điểm với pha đánh đầu chính xác của tiền vệ kỳ cựu Nguyễn Trọng Hoàng. Đội khách thi đấu càng lúc càng tự tin, trong khi hàng thủ thì thủ môn Văn Việt lại chơi chắc chắn, cản phá nhiều cú sút của các cầu thủ Công an Hà Nội. Và đây là lúc khoảnh khắc những ngôi sao của câu lạc bộ Công an Hà Nội lên tiếng. Đầu hiệp 2, từ pha đưa bóng vào của Tấn Tài, Levando bắt vô lê đẹp mắt để san bằng tỷ số. Cũng chỉ hơn 10 phút sau, đến lượt John Clay tỏa sáng để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tôi nghĩ là vô đầu hiệp hai sức ép của đội Công an Hà Nội rất là đè lên cái hàng phòng ngự rất là nhiều, cho nên là các bàn trong cái đội hình cái tổ chức phòng ngự chưa tốt lắm, dẫn đến hai bàn thua đấy. Đấy là cái lỗi là khi bị sức ép thì các cầu thủ trẻ với các cầu thủ già là chưa làm tốt trong cái nhiệm vụ phòng ngự hệ thống. Tôi không nghĩ rằng nếu tình huống đó không việt vị thì sẽ ảnh hưởng đến trận đấu. Chúng tôi đã chơi tốt cả trận và kiểm soát trận đấu rất là tốt. Trận đấu hôm nay có nhiều tình huống đáng chú ý hơn là tình huống đó. Các cầu thủ của tôi đã hòa nhập tốt với trận đấu và có kết quả như mong muốn. Tại V-League mùa này thì tiền đạo Namani của Thép Xanh Nam Định vẫn chưa ghi được bàn thắng nào trong 8 trận đấu đầu tiên. Tiền đạo người Brazil có thể ghi ít bàn thắng, thế nhưng đã ghi thì phải là một bàn thắng đẹp mắt tại vòng 9. Tuy nhiên thì nó vẫn không đủ để giúp đội bóng của anh giành trọn 3 điểm trước Topelen Bình Định. Ra sân với đội hình khá mạnh, đội chủ nhà Topelen Bình Định nhập cuộc đầy chủ động. Nhưng bất ngờ, đội khách Thép Xanh Nam Định lại có được bàn thắng dẫn trước sau cú ra chân hiểm hóc của tiền đạo Namani. Nhận bàn thua sớm, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã có những điều chỉnh về nhân sự để gia tăng sức tấn công cho đội chủ nhà. Nhưng cũng phải đợi đến phút thứ 75, Rafael Sơn mới đánh bại được thủ thành Nguyên Mạnh đã chơi rất hay trong trận này và gỡ hòa cho đội chủ nhà. Và một đều cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Trước khi bước vòng 9 thì phong độ không thực sự tốt của câu lạc bộ Hải Phòng đã khiến họ chỉ có được một vị trí gần nửa sau của bảng xếp hạng. Cũng chính vì vậy mà đội chủ sân Lạch Tray ở vòng đấu này rất mong muốn có được 3 điểm để cải thiện được vị trí của mình. Và cơ hội đã đến khi mà họ gặp một đội bóng không được đánh giá cao hơn, đó là câu lạc bộ Khánh Hòa. Câu lạc bộ Hải Phòng đã trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng. Nếu tính từ đầu mùa giải thì đội bóng này cũng mới chỉ có được một trận thắng ở vòng 2. Thành tích không mấy ấn tượng khiến đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm hiện chỉ đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng và đứng sau cả tân binh câu lạc bộ Khánh Hòa, đối thủ của họ ở vòng đấu này. Đây là một đội bóng luôn thi đấu tốt trên sân khách khi ở hai trận gần nhất, câu lạc bộ Khánh Hòa đều có được một điểm khi ra về. Do đó, trận đấu ngày hôm nay được dự đoán khá khó khăn với đội chủ nhà Hải Phòng trong mục tiêu giành 3 điểm tại Lạch Tray. Nhập cuộc trận đấu với quyết tâm cao, câu lạc bộ Hải Phòng nhanh chóng đề cao đội hình tấn công và họ sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 12. Fpade có đường tạt bóng thuận lợi để Hải Huy bật cao đánh đầu, đem về lợi thế dẫn trước cho đội chủ nhà. Dù vậy, khoảng thời gian sau đó của hiệp 1, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không duy trì được áp lực tấn công. Đây cũng là lúc câu lạc bộ Khánh Hòa kiểm soát bóng tốt hơn và đội khách tỏ ra đặc biệt nguy hiểm mỗi khi được hưởng những pha bóng cố định. Ngay đầu hiệp 2, từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Pesoto Finho đã cướp thời cơ băng vào dứt điểm, giúp câu lạc bộ Khánh Hòa cân bằng tỷ số một đều. Từ thời điểm này, câu lạc bộ Hải Phòng buộc phải thay đổi chiến thuật nhằm tìm kiếm chiến thắng. Và bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút thứ 67 khi câu lạc bộ Hải Phòng được hưởng quả đá phạt 11m. Trước cơ hội không thể tốt hơn, Carlos Herrera dễ dàng nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội chủ nhà. Và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Chiến thắng cũng đã giúp cho câu lạc bộ Hải Phòng ngắt chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng.
Trên bảng xếp hạng, câu lạc bộ Công an Hà Nội tạm vươn lên vị trí thứ 2 với 17 điểm, chỉ kém đúng 1 điểm với đội đầu bảng Đông Á Thanh Hóa. Đội bóng sẽ gặp câu lạc bộ Viettel ở trận đấu muộn nhất vòng 9. Câu lạc bộ Hà Nội tạm đứng thứ 3, nhưng nếu giành chiến thắng trước đội áp chót trên bảng xếp hạng là BKMX Bình Dương vào ngày mai thì sẽ lấy lại vị trí của mình. Ngoài ra chắc chắn không thể bỏ qua trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV5 Tây Nguyên diễn ra vào lúc 18 giờ. Ở trận đấu còn lại, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.